Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTS, còn được gọi là Trường Đại học Việt Pháp, là trường đại học công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định Liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp với định hướng trở thành trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế đào tạo về khoa học và công nghệ. Trường trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan nghiên cứu hàng đầu quốc gia. Đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Liên minh 40 trường đại học tổ chức nghiên cứu uy tín Pháp trong đào tạo và nghiên cứu. Trường tự hào là biểu tượng về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu giữa Việt Nam và Pháp. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được xây dựng theo mô hình đại học công lập xuất sắc, do Chính phủ Việt Nam đầu tư với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và liên minh hơn 40 trường đại học cùng các viện nghiên cứu hàng đầu của Pháp vì sự phát triển của USTS Consortium. Chương trình đào tạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đào tạo 3 trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, và là đại học đầu tiên ở châu Á đào tạo theo tiến trình Bologna LMD 3, 5/8. Hiện đang được áp dụng tại hầu hết các trường đại học tại châu Âu. Thời gian đào tạo chương trình đại học là 3 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ là 3 năm. Các chương trình đào tạo của USTS sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giảng dạy và giao tiếp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học thêm tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ hai. Tất cả các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại trường đã được Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục Đại học Pháp SCIES công nhận đạt chuẩn chất lượng. Ngoài ra, chương trình đào tạo của USTS xây dựng theo hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi muốn học chuyển tiếp tại nước ngoài. Riêng với hệ thạc sĩ, USTS hợp tác với liên minh hơn 40 trường đại học và viện nghiên cứu của Pháp vì sự phát triển của USTS Consortium đào tạo và cấp hai bằng của Pháp và Việt Nam. Hệ đại học, chương trình đào tạo hệ đại học của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội bao gồm 180 tín chỉ sau 3 năm học, 60 tín chỉ 1 năm, và chương trình tiếng Anh tăng cường kéo dài 1 năm dành cho các sinh viên đã trúng tuyển vào Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhưng tiếng Anh cần cải thiện thêm trước khi học chương trình hệ đại học chính khóa. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đưa vào 14 chuyên ngành đào tạo được lựa chọn bởi Chính phủ Pháp và Việt Nam. Căn cứ vào nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam, ngành công nghệ sinh học nông y dược, ngành công nghệ thông tin và truyền thông, ngành vũ trụ và ứng dụng, ngành khoa học và công nghệ thực phẩm, ngành vật lý kỹ thuật và điện tử, ngành toán ứng dụng, ngành an toàn thông tin, ngành khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, ngành nước, môi trường hải dương học, ngành năng lượng, ngành khoa học và công nghệ y khoa, ngành hóa học, ngành bảo trì và kỹ thuật hàng không, ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, ngành khoa học dữ liệu, ngành kỹ thuật ô tô, hệ thạc sĩ. Các chương trình thạc sĩ 2 năm bao gồm 4 học kỳ. Các khóa học được tổ chức bằng tiếng Anh bởi một đội ngũ các giáo sư người Pháp và người Việt. Các lĩnh vực đào tạo bao gồm thạc sĩ ngành khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, thạc sĩ ngành công nghệ sinh học nông y dược, thạc sĩ ngành nước môi trường hải dương học, thạc sĩ ngành công nghệ thông tin và truyền thông, thạc sĩ ngành vũ trụ, viễn thám, công nghệ vệ tinh và vật lý thiên văn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Thạc sĩ ngành năng lượng điện xanh, năng lượng sinh học, thạc sĩ ngành toán tài chính định lượng, thạc sĩ ngành quản trị vận tải hàng không quốc tế IATOM. Mỗi sinh viên khi theo học một trong 6 ngành đào tạo phía trên của USTS trừ ngành toán tài chính định lượng sẽ được ghi danh tại một trường đối tác của Liên minh đồng công nhận và cấp bằng trình độ thạc sĩ tương đương. Sinh viên tốt nghiệp được cấp 2 bằng, một của USTS và một trường đại học phía Pháp nằm trong Liên minh đào tạo USTS Consortium. Bằng thạc sĩ phía Pháp cấp sẽ ghi rõ chuyên ngành tốt nghiệp. Bằng do hiệu trưởng, giám đốc bên trường phía Pháp nơi các sinh viên đăng ký ghi danh ký tên, đóng dấu, bằng phía Việt Nam do USTS cấp theo quy định chung đối với việc công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ tại Việt Nam. Hệ tiến sĩ, chương trình đào tạo tiến sĩ được xây dựng tương ứng với các lĩnh vực nghiên cứu của các phòng thí nghiệm tại USTS. Các chuyên ngành tuyển sinh của hệ tiến sĩ như sau: công nghệ sinh học nông y, dược, khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, nước môi trường hải dương học, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng, khoa học vũ trụ và ứng dụng. Đội ngũ giảng viên, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ tài năng, giàu đam mê và nhiệt huyết nhằm xây dựng một môi trường đào tạo và nghiên cứu mới. Từ năm 2009,
Với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trường đã tuyển chọn và cử những nghiên cứu sinh đầu tiên đi đào tạo tại các đại học và viện nghiên cứu thuộc Liên minh USTS Consortium trong khuôn khổ chương trình 322 và đề án 911. Tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ tiến sĩ trở lên, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Hàng năm, trường đón hơn 200 lượt giảng viên nước ngoài là các giáo sư giàu kinh nghiệm giảng dạy đến từ nhiều quốc gia có nền khoa học và công nghệ phát triển trên thế giới như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, sang giảng dạy, hợp tác nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học. Trung bình mỗi năm 70% sinh viên năm cuối hệ đại học và học viên hệ thạc sĩ của USTS có cơ hội đi thực tập tại hơn 200 trường đại học, viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm tại hơn 20 quốc gia có nền khoa học và công nghệ phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Hàng năm USTS cũng dành ngân sách trao tặng học bổng toàn phần thực tập tại Pháp cho 10% sinh viên năm thứ ba. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ của USTS Consortium trong việc hỗ trợ sinh viên sang Pháp thực tập. Để thu hút học sinh, sinh viên xuất sắc theo học tại trường, USTS có chính sách học bổng đa dạng tương ứng với 100%, 75%, 50%, 25% mức học phí hàng năm, đồng thời cũng cung cấp các hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2021, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Việt Pháp, USTS tuyển sinh 600 chỉ tiêu cho 16 ngành học. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đại học năm 2021 theo các phương thức sau. Phương thức 1, tuyển sinh trực tiếp, xét học bạ và phỏng vấn. Phương thức 2, tuyển sinh theo hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức 3, xét tuyển thẳng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline. Tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.